Ngân xin gửi lời kính chào đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng với các bạn đang tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hơn một tuần nay thì Ngân không ra được video ông bà cô chú ạ, do bận công việc riêng trong gia đình. Cũng rất là mong các ông bà, các cô chú, các anh chị, đặc biệt là quý nhà hảo tâm cũng hết sức là thông cảm. Ngày hôm nay thì công việc đã tạm thời ổn thỏa rồi thì Ngân tiếp tục đồng hành với các hoàn cảnh khó khăn. Và đầu tiên thì Ngân rất là cảm ơn sự giúp đỡ của anh Tiến và chị Chi ở bên Hoa Kỳ đã gửi thêm cái số tiền là 2.500.000 đồng. Sao đây, ra đây con. Rồi, đây, tí nữa chào ông bà con nhé. Dạ. Dạ, Phương ạ. Cháu Thanh ra cho nên là Ngân cũng hơi ngắt quãng một chút. Cảm ơn anh Tiến và chị Chi ở bên Hoa Kỳ đã giúp đỡ. Và bạn Bùi Thị Thu Ngọc ở Tôn Đạo Lạc Sơn cũng gửi cho Ngân 1.000.000 đồng để giúp cho cháu Thanh. Cảm ơn các ông bà, các cô chú, các anh chị rất là nhiều. Trên công trình của nhà cháu Hương với cháu Khoa thì đến Chủ nhật này, thì hôm nay đã là thứ năm ông bà cô chú ạ. Sáng Chủ nhật thì anh em mới làm cửa xong và sẽ mang đến để lắp nốt cái phần hạng mục cửa cho hai cháu. Ngôi nhà cũng chuẩn bị là hoàn thiện rồi, thì Ngân cũng di chuyển xuống nhà của cháu Thanh để chuẩn bị cũng khởi công. Rất là mong trong thời gian đến này thì sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ, yêu thương của tất cả các ông bà, các cô chú, các anh chị để cho ngôi nhà của cháu Thanh cũng sớm được hoàn thiện. Ngân cũng thông qua một chút về cái kinh phí trước khi đi vào khởi công để quý ông bà, cô chú là cũng nắm được là hiện tại là cái phần chi phí của nhà cháu Thanh là như thế nào ạ. Đầu tiên thì Ngân có nhận được cái số tiền là 32.165.000 là của anh Lòng Chúa Thương Xót đã gửi cho Ngân, cộng với là bố của cháu Quý, đó là anh Patrick Lê, là số tiền là 25.000.000 đồng. Vợ chồng anh Tiến và chị Chi là 2.500.000 đồng. Chú Toàn ở Hoa Kỳ trước thì có gửi cho Ngân là 4.000.000 đồng để quý làm nhà, nhưng mà thời gian này khá là lâu chưa khởi công được, cho nên là Ngân có trích ra 2.000.000 để trao tiền học cho cháu Thanh là 2 tháng. Còn dư lại là 2.000.000 thì tiếp tục là sẽ chuyển qua bên cái quỹ làm nhà cho cháu Thanh, cộng với lại em Ngọc ở trong Tôn Đạo Lạc Sơn. Thì tổng số tiền quỹ làm nhà cho cháu Thanh hiện tại mà Ngân đã cập nhật được là 62.665.000 đồng. Số tiền cũng rất là lớn, tuy nhiên là cũng chưa đủ để hoàn thiện một ngôi nhà, cho nên là cũng rất là mong các ông bà, cô chú, các anh chị xa gần sẽ tiếp tục ủng hộ cho cháu Thanh. Bây giờ thì Ngân sẽ cùng với ông sẽ đi qua bên cái chỗ mà làm nhà, bởi vì là Ngân có nắm được là ông cũng muốn là thay đổi một chút về cái nền nhà, do là trước là có đau móng thì nó rơi vào đúng một cái hòn đá rất là to, là sợ là sẽ không đào được ông bà cô chú ạ. Để qua bên kia thì sẽ đo lạc lại một chút ngôi nhà. Bây giờ thì Thanh chào các ông bà đấy con. Chào các ông bà, chào các cô chú ạ. Con cảm ơn các ông bà, con cảm ơn các cô chú ạ. Rồi, có ông ở trong nhà vừa đi làm việc về đúng không? Dạ. Chào cho ông. Đó. Ông vừa đi làm gì về không? Ôi, đi trong vườn về. À, trong vườn ạ, đi làm ạ. Vâng. Thế ông cứ về mặc áo đi ạ. Vâng. Dạ vâng. Ông vừa đi về. Vâng, cháu chào bà. Ừ. Vâng. Tranh thủ một tí. Dạ vâng ạ. Tranh thủ một tí bà. Hiện tượng là cũng lại sắp mưa rồi. Ở nhà đó. Cháu định tranh thủ sợ nó mưa không, hay là ông cháu mình qua bên kia một tí không nhỉ? Vâng. Qua để đo lại cái ông muốn xây dịch một chút đây. Vâng. Thì qua để chuẩn bị là cũng sắp ngày đến ngày mà để mình ông con mình đấy rồi khởi công rồi. Vâng, nhưng cũng tùy theo thời tiết đấy. Vâng. Mùa này thì nó hơi thất thường. Vâng. Không ạ? Vâng. Vâng, nhưng mà mình cứ lên cái lịch. Vâng. hôm trước là ông nói là 28 nhỉ ông nhỉ? Vâng. 28 dương đúng không ạ? Vâng. Hôm nay thì 28 âm ạ. Vâng. Thì biết cái ngày nó như thế nào. Vâng, cho nó mưa to quá thì lại phải đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà lần này ông ạ, nếu mà mình xây dịch qua thì đến hôm đấy là mình đào vài xẻng đất xuống đi. Cứ như hôm trước đi. Xong rồi đến hôm là nó khô một cái là mình không cần phải xem giờ xem ngày nữa. Vâng. Làm thủ tục đi ông nhỉ. Vâng. Ông cho con mượn mang cái dao đi, mình phát tạm đi. Ông đem sao? Vâng. Đem theo thôi, đeo cả bắp dao này. Cả dao. Vâng. Cho cháu cầm cái này cho. Bây giờ. Phải được. Thôi củ. Cái này không, mình cái bên kia thì như là cái cỏ nó cũng dễ phát thôi. Cái kia đâu? Cái không gian á. Cho cháu mà quăng sơ đấy mà. Ừ. Đấy. Đây có chắc nữa đâu, thôi cũng phát. Cái toàn cây dễ phát thôi.
Nguyễn. Hả? Thì áo cũng thấy rằng đó. Ờ. Sợ có muối nhiều lắm không ạ? Nhưng mà đây nó cân đủ nó phải thôi mà. Rồi Ngân sẽ qua bên chỗ cái nền nhà chuẩn bị làm cho cháu Thanh, hẹn quý ông bà cô chú các anh chị sẽ qua bên đó đấy. Cùng đi với xe với cháu luôn. Vâng. Được. Được, tí nữa cháu lại đưa quay lại đây cũng được. Vâng. Cái ngô kia hồi trước có được thu gì không? Hả? Cái ngô hôm trước mình trồng ấy. Trồng dài mà. Vâng. Dạ chắc là chỉ ăn này là cho châu bò. Châu gà. Vâng. Và quả gì đây? Mầm xôi. Mầm xôi. Rồi, đi, chú cháu mình vào đây. Bò này nhà người ta chứ không nhỉ? À, à, thấy mình trống cái là để vào để. Chào vào đấy, biết à, vâng. Thì trước lại rồi rồi. Con cài cái này cho ông này. Vâng. Rồi, đi. Ông cháu mình vào này. Ờ, chính ra nó cũng không có mọc cỏ lên mấy đâu ạ, bởi vì thả bò vào trong này rồi. Nó ăn cái sâm. Vâng. Ngày xưa trồng sâm đây mà nó vâng. Mọc lại. Ôi, đây, nền nhà đo lâu quá mà toàn bị mưa nắng rồi dây bây giờ là giờ không còn dây nữa rồi. Có vết chưa? Vâng, cả cột nó cũng bị gãy hết rồi. Thế là bây giờ là mình muốn lùi để lùi đằng nào ông nhỉ? Lùi được cái này nó trơ vào đây cái này nha. Vâng. Dạ. Bây giờ cho lùi tiến đằng trước không? Đằng sau. Đằng sau á? Cho cái này ở đâu? Lấn vào đây. Đằng sau thì cái này nó lại tiến. Phải không? Cho ở dưới nhà gì không? Ừ. Đây ở đây là có một cái tảng đá ông bà của chú ạ, cho nên là bây giờ là sợ là kiểu mình đào xuống đây, còn đây nó có một cái đường đi của mình đây. Thì nó sẽ bị sợ nó sẽ bị vào đúng cái này nó không có đào được, còn cái này thì hiện tại là sẽ cho vào giữa nhà cũng được. Đấy, cho vào giữa con nhà 1-2 mét nữa cân mà. Cái nhà này dù sao thì mình cũng phải xây móng lên tầm cỡ này nữa cơ. Đấy, xây cao cái móng lên nữa cơ. Xong rồi đầu thì cái này thì mình cho đất rồi mình lấp lại còn được. Bây giờ mình chỉ cần lệch đi một tí thôi đúng không? Vâng. Cho cái này nó vào giữa trong nhà. Vâng, thì cũng không cần phải xây dịch cái nền nhà quá nhiều đâu. Vâng. Thế là phải lùi qua bên này một tí à? Lùi một tí. Lùi qua bên này một lùi tí. Lùi sau một tí. Hoặc là lùi... Cái này nó chết về đằng này. Vâng. Ra tầm này là khoảng độ 60 phân đi, không nhỉ? Rồi. 60 phân đằng trước, 60 phân đằng sau. Xong rồi lùi qua đằng sau này khoảng độ 60 phân thì lùi cái này đằng sau 60 phân là được mà. Rồi. Thế bây giờ lại phải đi chặt cọc không ạ? Cháu ra xe cho lấy dây đó. Hoặc lấy cái này cũng được. Nếu cái này cứ dịch thì đúng đằng này vào vâng. Mét nữa đã lùi về đằng sau vâng, mét nữa vâng. cứ càng sâu nó càng tốt mà. Thế nhưng mà lại dính mấy cái cây này ôi ơi, gặp đâu thì phá đấy chứ. Vâng. Lại phải chặt cây sắn rồi. Chặt đi. Vâng. Một đời ta muôn vàn đời nó chứ. Vâng. Cứ lùi thoải mái đi. Đấy, mưa rồi đấy, thấy chưa? Thế à? Mưa không ạ? Mưa thì phải dừng thế bên nào. Vâng. Không, chắc không mưa, chưa mưa to đâu. Mưa thì vào xe ở một tí, cái này kiểu này là chắc là không đến nỗi mưa nào mưa to. Thế là mình đo cái này nhanh thôi mà. Lần này hy vọng là sẽ phát và sẽ làm được nhà cho cháu. Chứ không phải chờ nữa. Hiện tại là trên cái nhà của cháu Hương, cháu Hoa thì chỉ còn làm có lắp cửa này, nữa thôi. Đào móng mình phát tiếp. Vâng. Phát cái mình chỉ phát cái căng dây thôi không ạ? Ừ, vâng, căng đã. Vâng. Định lấy sang đây 60 vâng. phân nữa thì lúc mình đào phần móng nữa thành vâng. mét đấy nhỉ? Vâng. Đấy, thành mét đấy không ạ? 40 phân bóng móng nữa. Vâng. 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 Thế bây giờ mình đo lùi xuống 60 phân tận đây này. Tận đấy ạ? Tận đây này. Vâng. Đến đấy ạ? Đến đấy là sao nào? Đến đấy là một mét rưỡi đi. Lấy mét rưỡi xem nào. Mét rưỡi thì ông phải cho ra 10 phân nữa. Ừ. Đây. Rồi, đến đấy. Đấy, lúc cái mình đào hạ vào đây này. Vâng, vâng. Phải không? Dạ, vâng. Ông cắm đến cái số kia ông nhá. Cái số ấy. À, cái số gì? Vâng. Chú tận trong này cơ. Chưa, cái đấy là mình chưa cắm đâu. Mình còn phải cắm ra nữa mà. Ông cắm đấy. Rồi. Rồi, ông cắm nhẹ thôi. Để con lấy cái điểm. Rồi. Rồi, bắt đầu cắm ra đằng này. Cắm ra này. Ông đằng này muốn ra bao nhiêu nào? Anh bảo 60 phân mai mốt thì đào 4 phân nó thành hóa ra 1 mét rồi. Vâng. Lùi 1 mét rưỡi. Và rộng ra là thành 60 phân. Ừ. Bên kia là mình lại
Giờ đây. Bên kia là mình, vâng, bên kia là mình lại rời xuống 1,5 mét. Còn lấy từ đây 1,5 mét nha, trong mét. Vâng. Đấy. Con lùi 1,5 mét cho con nhé. Vâng. Lùi tiếp đi ông, lùi tiếp đi ông. Lùi tiếp. Đây, đây là 1,5 mét này. Đây nhá. Vâng. Rồi. Đây, con da này là 60 phân. Mất cọc cái đầu rồi. Cọc đấy không ạ? Để mọc u tùm đấy rồi. Rồi, ông cứ để chỗ đấy cho con. Để ông cắm vào đây, ông cắm vào đây cho con. 1,5 mét. Vâng. Rồi. Xê dịch một tí thôi. Rồi ông ạ. Ông lại cầm vào bên này cho con. Ông cầm vào bên kia cho con. Đây ông ạ. 60 phân mà. Vào xong, vào 60 phân. Đấy. Nghĩa là bây giờ hành lang lối này, này thì sẽ rộng hơn này ông này. Vâng. Xuống như này ông ạ. Đằng này cũng vào 60 phân. Vâng, đằng này thì mình lúc đào nó đỡ thoải mái. Vâng. Bờ rào nó sẽ không bị sát bờ rào nữa. Đây 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 mình lại chưa kéo đằng sau. Dạ. Đây. Ở đây thì 1,5 mét đi. Vâng. 1,5 mét này. Tròn que nhá. Vâng. 1,5 mét ở đây. Rồi. Rồi, ông lại cho giúp con vào đây. Thành 60 phân đi ông. Đây này, 60 phân. Không biết là có ong hay không ấy. Ông cho lại cho bên này thì. Rồi, 60 phân đấy. Như cọc này nhỉ? Vâng, đấy. Từ số 0 đấy nhá. Vâng. Ồ, bên này mới đúng 9 mét này. Bên này là chuẩn 9 mét rồi. 9 mét rồi, đấy, 9,5, 45. 45 mét vuông. Anh xem với ông nhá, ông tối mắt ông không nhìn rõ đâu. Ông xem để vào chỗ số 0 giúp con nào, xem vâng, có được không? Vâng, đây à? Vâng. À, số 0. Đúng chưa ông? Ừ. Ôi, chuẩn xa luôn, 5 mét. Rồi, ông cầm giúp con ra đằng sau này. Đi lên trên này. Thôi. Cọc kia ông ạ, đây. Ồ, đúng 5 mét rồi ông ơi. Chưa, đây lại ông cứ kéo đi. Là kéo ra nhé. Ông được kéo để một mình con bên này thôi. Không được. Được chưa ông ơi? Được rồi. Vâng. Rồi. Vậy là chiều ngôi nhà là 45 mét vuông là chuẩn rồi. Thì sau này làm nhà vệ sinh riêng ra bên ngoài. Đúng rồi. Thôi. Thì làm riêng hẳn ra bên ngoài. Cái căn này thì Ngân cũng từng chia sẻ rồi. Thì hôm nay sẽ không nói lại về kỹ về cái phần mà thiết kế ngôi nhà nữa, mà chỉ là đo lại cái phần đổi di rời một tí để cho cái cục đá này nó ở giữa nhà để không bị ảnh hưởng gì thôi ông bà cô chú ạ. Còn kéo nhá. Đây, trước mắt là chỉ căng cái này. Dây này thì không nhìn rõ lắm ông nhỉ? Vâng. Không đỏ như... Tại sao? Không bảo đỏ. Nhưng mà không sao cả. Đấy. Lần này nữa thôi ông ạ. Vâng. Lần này nữa thôi bé Thanh nhá. Lần sau là không đo nữa. Lần này là xong rồi đấy.
Dạ, đâu cắt đấy. Vâng. Làm đâu cắt đấy không ạ? Hôm lấy dao cắt giúp con ngăn. Kéo chưa? Vâng. Nên nếu con vâng, đấy. Con có cái buộc. Cái buộc cho thoải mái. Đây, về thật ra về cái diện tích ngôi nhà với cái hình thức thì sẽ không có gì là thay đổi cả. Ngân sẽ không đo lại, tạm thời là để đến hôm mà đào móng thì trước cái hôm đào móng thì Ngân sẽ về đây để cùng đo lại. Còn về ngôi nhà thì chia sẻ lại với ông bà cô chú, nếu ông bà cô chú quên rồi hoặc là có nhiều ông bà cô chú thì mới theo dõi được cái video ngày hôm nay thì sẽ nắm rõ hơn. Thì tổng diện tích của ngôi nhà như cái dây mà Ngân với ông vừa căng ở đây là 45m2 sử dụng. Phía sau chỗ này sẽ làm ra rồi chỗ này khoảng độ 2-3m2 làm cái nhà vệ sinh riêng hẳn bên ngoài. Nhà vệ sinh thì sẽ được giống như nhà của cháu Hương với cháu Hoa là sẽ đổ trần để cho cái tét nước ở bên trên. Còn trong này là sẽ là nhà bếp này. Đấy, có lối ra đằng phía sau này. Đó, còn phía trên này nó có một chút cái sự thay đổi so với những căn nhà khác, thì căn nhà khác thì sẽ xây liền qua như này. Nhưng mà nhà của cháu Thanh thì Ngân sẽ thiết kế theo kiểu là đằng phía trước này có một cái hiên từ ngoài như này vào khoảng 1,5m, xong rồi chỗ này phải là một cái khoảng hiên nhà đó, còn chỗ này sẽ là cái cửa bước vào trong nhà chính. Còn bên này sẽ có một cái cửa sổ này, bên này thì sẽ là một cái phòng ngủ và có cửa sổ phía trước, là cửa bước vào phòng ngủ thứ nhất ở đây, cửa bước vào phòng ngủ thứ hai ở đây, cửa sổ của phòng ngủ thứ hai là sẽ bên này. Rồi sau này ra này có cái hành lang đi này là sẽ có nhà bếp nấu ăn cho cháu, còn nhà vệ sinh tách riêng rồi. Còn cửa ra vào bên ngoài này là sẽ ra sâu bên đấy, thì sau này cháu với ông bà chuyển về đây sống thì có chăn nuôi cái gì thì sẽ có hướng ra bên ngoài phía sau, bên phía cái cây bương phía sau đấy. Đây, về cơ bản thì ngôi nhà thì không có gì thay đổi, không có gì thay đổi đâu ông ạ. Về cái cách thiết kế thì ông con mình cứ như thế mà làm thôi. Còn về phần diện tích thì cũng thế, chỉ có là mình xịt dịch nó một chút để nó tiện hơn. Để tránh vâng, ổ đá thôi. Vâng. Ui nhiều muỗi thế. Chắc là thông nhất là 28 âm không nhỉ? Vâng. Vậy là hôm nay là cũng còn 22 rồi. 22 còn 8-9 hôm nữa thôi. 8-9 hôm thì nhanh lắm. Vâng. Cứ làm từ từ ông nhá. Còn vâng, có báo cáo với ông trước như thế. Vâng. Vâng, không mình không làm nhanh được. Vâng. Cháu làm căn nhà nào thì thường là người ta cứ hay bảo là làm cái nhà cấp 4 này thì sẽ khoảng độ một tháng hoặc là 20 hôm thôi. Vâng, nhưng cháu thì có thể là sẽ là tháng rưỡi hoặc là 2 tháng. Vâng, thậm chí có thể là hơn, kéo dài. Còn do nguồn đấy. Con rùa do nguồn, do cái kinh phí ông bà hỗ trợ. Thì nói trước như thế để ông cũng nắm được, với cháu cũng nắm được. Và hy vọng rằng trong cái lúc mà khởi công làm thì sẽ được sự giúp đỡ của các ông bà, các cô chú nữa để giúp cho Ngân có thêm kinh phí, giúp cho cháu Thanh hoàn thiện được ngôi nhà. Bởi vì là hiện tại cũng là đang là bước vào chuẩn bị là tháng 9 rồi. Còn khoảng độ hơn tháng nữa, cho là 2 tháng nữa tính dương ấy, thì sẽ là bước vào cái mùa lạnh đấy. Là bắt đầu tháng 11 là cũng rét rét rồi ông ạ. Năm nay nghe bảo là có thể là rét sớm. Và đó, thì bây giờ cũng sống chớp rồi. Thì ông con mình ngày hôm nay nó cũng chỉ quay lại để như thế này, và cháu cũng cập nhật cái kinh phí ông nhá. Vâng. Thì bây giờ ông cháu mình lại về trên nhà đi nhỉ. Vâng. Vâng. Còn hôm nào mà bắt đầu là cầm cái dao chứ. Vâng, hôm nào mà dạ ông cầm con. Hôm nào là mình đào móng thì mình mới đo, trước hôm đấy là cháu sẽ vào để cháu đo chia lại cái phần ngăn cái buồng. Vâng, ngăn buồng, ngăn các cái cái phòng cho. Vâng. Đó. Vâng. Cái đây thì nhanh thôi, bây giờ nhổ muối quá, giờ cháu ở đây thì đốt cho sưng rồi, cho nên rồi thì về bên nhà thôi. Nó vào nó không vào cái vâng. Cháu không lên nhà nữa không ạ? Lên nóng lắm. Vâng ạ. Bà đang làm món gì đấy bà? Có món gì để tối chúng cháu ở lại ăn cơm nào? Anh cứ ở đi, không dạ, có. Dạ. Nhà gọi là nhà nông mình có chăn. Vâng, con có cá không bé Thanh? Có. Dạ. Hay là nói thế để cho chúng ngân ở lại. Vâng, còn đấy. Còn. Đợt này cái mương bên kia còn có cá không không? Cũng nó phải phải mưa đó. À, vâng. Vâng, nước nhưng mà bây giờ vẫn còn đúng không ạ? Vâng. Bây giờ vẫn còn nhưng mà nước chắc là trong không có cá lượn. Vâng. Thì nó phải có nó kiểu phải nước có mưa, nguồn. Nó chuyển. Vâng, nó đi từ nơi khác đến. Chứ còn ở đây thì cũng không có nhỉ. Vâng. Có khả năng là mưa đến đâu không ạ? Đến đâu, thoải mái. Có khi cũng 11-2 giờ đêm đã mưa. Dạ vâng.
Vậy thôi cháu không về nhà nữa, về trên nhà nóng lắm, với lại cũng muộn muộn rồi không ạ, 5 giờ chiều rồi. Thì bà cũng chưa có nắm được như tình hình thì ông bà cứ bàn nhau nhé. Vâng, thì nói chung là cái ngày thì ông con mình cứ thống nhất như thế không ạ. Nếu mà thời tiết mà mưa thì mình thay đổi một tí, thì mình lại đào móng trước như vậy. Còn không thì mình cứ triển khai. Còn việc mà liên hệ với lại bên chính quyền địa phương để nhờ các bác các chú bên kia bố trí người về mình đào móng giúp mình ấy, thì cháu sẽ lo cái đấy. Vâng, thì còn trước mắt là cứ như vậy đi đã, cháu cũng làm túc tắc như vậy thì cho thư thả, không thì cũng chờ đợi cũng mong mỏi, đặc biệt là ông bà của chú mà quan tâm đến cháu và giúp đỡ thì cũng chưa thấy cởi công thì ông bà cũng sốt ruột. Nhưng mà cũng phải từ từ ông ạ, không biết làm thế nào. Vâng, đợt này thì kênh của cháu thì nó cũng hơi nói thật với ông bà là nó cũng ít tương tác, cho nên là cũng nhà hảo tâm thì cũng không có nhiều, cho nên là cháu làm nó cũng hơi khó khăn, để cháu cũng báo trước như thế để ông cháu mình cùng làm vừa chờ đợi thêm. Thanh nhá, chúng ta nói đấy có hiểu không? Hiểu nhá, cứ phải chờ đợi dần dần, cùng vừa làm vừa chờ nhá. Cảm ơn các anh, các tổ chức, các ban ngành có cái lòng hảo tâm nhân ái, vâng, quan tâm đến cháu thì vâng, xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, đã, cứ thế là từ từ đâu nhỉ. Vâng. Rồi Thành cũng chào với cảm ơn các ông bà đi, để chúng ngân cũng về nào. Cháu chào các ông bà, cháu chào các cô chú ạ. Cháu cảm ơn các ông bà, cảm ơn các cô chú ạ, đã giúp đỡ cháu ạ. Rồi. Vâng ạ, Ngân cũng sẽ khép video lại tại đây thôi ông bà cô chú ạ. Cũng khá là lâu rồi mới quay lại nhà của cháu Thanh. Thật ra là đúng ra là cũng quay lại vài lần rồi, nhưng mà cũng không lên được video cho ông bà cô chú xem. Thì ngày hôm nay Ngân cập nhật về cái phần kinh phí hiện tại có cho nhà cháu Thanh, cũng như là cái kế hoạch sắp tới này để triển khai ngôi nhà cho cháu. Rất là cảm ơn những sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà cô chú xa gần, và mong rằng sẽ nhận được thêm những tình cảm yêu thương giúp đỡ của quý ông bà cô chú. Video ngày hôm nay thì Ngân sẽ khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý ông bà ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Xin kính chào.